Lưu Gia Linh chơi sốc tặng hẳn căn biệt thự rộng 200m² cho con trai Hồ Quân. Dù đã bên cạnh nhau suốt 34 năm, nhưng cặp đôi Lương Triệu Vĩ, Lưu Gia Linh mãi vẫn không có con. Vì vậy, vợ chồng nam tài tử đã nhận con trai Hồ Quân là con nuôi, hết mực yêu thương cậu bé. Lương Triệu Vĩ, Lưu Gia Linh được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh nhau 20 năm đến năm 2008, Lưu Gia Linh và Lương Triệu Vĩ tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ được tổ chức rất đặc biệt tại nước ngoài với sự chứng kiến của bạn bè trong làng giải trí và người thân. Đáng nói hơn, hôn lễ diễn ra sau gần 20 năm hai người hò hẹn tìm hiểu, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió. Đám cưới giữa cô dâu 43 tuổi và chú rể 46 tuổi đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2008. Giải thích lý do làm đám cưới sau gần 20 năm bên nhau, Lưu Gia Linh cho biết đấy là ước nguyện của bố mẹ cô và cô muốn thực hiện để ông bà không buồn. Lên xe hoa khi tuổi không còn trẻ, nhưng Lưu Gia Linh vẫn là một trong những cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất làng giải trí châu Á. Sau khi kết hôn, Lưu Gia Linh đã lên kế hoạch sinh con. Cô tìm tới sự can thiệp của y học hay đi cầu tự với mong muốn có một đứa con đáng yêu khi đã ngoài tứ tuần. Song những nỗ lực của Lưu Gia Linh không thể biến giấc mơ có tiếng trẻ con bi bô trong nhà của họ thành hiện thực. Bác sĩ kết luận rằng sức khỏe của Lưu Gia Linh khá yếu nên khó lòng thụ thai. Vào năm 2002, khi Lưu Gia Linh và Hồ Quân hợp tác trong dự án phim điện ảnh Vô Gian Đạo 2, lúc quay phim, do thời tiết quá lạnh, Lưu Gia Linh bị cảm lạnh. Lúc này Hồ Quân đã chăm sóc cô, vội vã đi mua thuốc, nấu nước sôi và chăm sóc cô chu đáo, bất kể ngày hay đêm, khiến Lưu Gia Linh rất cảm động. Lưu Gia Linh thậm chí còn nói, nếu cả hai chúng tôi đều độc thân, tôi sẽ hoàn toàn xem xét Hồ Quân. Sau đó cả hai tiếp tục hợp tác trong bộ phim điện ảnh Gia Tử, Cây Củ Cải. Lúc này Lưu Gia Linh chia sẻ, Hồ Quân là người em trai tốt của tôi. Lưu Gia Linh và Hồ Quân vốn là bạn bè thân thiết của nhau sau nhiều lần hợp tác trong các dự án phim. Sau khi nam diễn viên Hồ Quân kết hôn và hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh Hồ Hạo Khang. Đến năm 2015, Lưu Gia Linh đã quyết định nhận con trai của bạn thân mình Hồ Quân là con nuôi. Thậm chí, bà xã Lương Triệu Vĩ còn mở tiệc sang trọng, mời Lâm Thanh Hà, Lý Á Bằng, Trương Thúc Bình đến tham dự, đồng thời chứng kiến khoảnh khắc giữa Lưu Gia Linh và Hồ Hạo Khang trở thành mẹ con. Trong buổi tiệc, Hồ Hạo Khang cũng đã quỳ xuống, hai tay dâng trà cho Lưu Gia Linh và gọi nữ diễn viên bằng mẹ một cách rất lễ phép, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cùng lúc này, Lưu Gia Linh đã tặng cho cậu con trai nuôi một bộ ấm trà bằng vàng trị giá 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ. Sau khi nhận con, Lưu Gia Linh thường xuyên đưa cậu bé đi chơi khắp nơi, mối quan hệ của cả hai rất thân thiết. Không những vậy, mới đây, truyền thông Hoa ngữ đã tiết lộ, Lưu Gia Linh còn chịu chi khi tặng hẳn cho cậu con nuôi một căn biệt thự rộng 200m², khiến cư dân mạng phải choáng váng và ghen tị với Hồ Hạo Khang. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng việc kết hôn đã 34 năm mà mãi không có con, cùng với việc nữ diễn viên sở hữu khối tài sản ròng ước tính là 61 triệu đô, cùng nhiều bất động sản, công ty, quán bar tại các thành phố lớn, nên việc bà xã Lương Triệu Vĩ hào phóng tặng con trai nuôi căn biệt thự 200m² cũng rất bình thường. Trước đó, Lưu Gia Linh từng cho biết bản thân nữ diễn viên không phải thuộc tuyết người quá yêu mến trẻ con. Bên cạnh đó, Lương Triệu Vĩ vốn đã không có ý định sinh con, nên họ chọn cuộc sống chỉ có hai người trong nhiều năm. Tài tử Lương Triệu Vĩ từng giải thích lý do không muốn có con. Từ trước đến nay tôi chưa từng muốn có con. Tôi bây giờ phải chăm sóc rất nhiều người, là mẹ, em, Gia Linh. Tôi không thể chăm sóc thêm người nào nữa. Gia Linh dù có chuyện nhỏ gì cũng đủ làm tôi lo lắng. Giờ đây có thêm con, nếu chúng làm sao tôi phải làm gì? Nhưng sau khi gặp Hồ Hạo Khang, Lưu Gia Linh lại có tình cảm và rất yêu thích cậu con trai của bản thân. Không những vậy, Lưu Gia Linh còn nói đùa rằng phải chăng Hồ Hạo Khang là người tình kiếp trước của mình, vì thế kiếp này gặp đã thích. Cũng vì thế, sau khi nhận Hồ Hạo Khang làm con, Lưu Gia Linh đã dành tất cả tình yêu thương của một người mẹ dành cho cậu con trai của mình, khiến Hồ Hạo Khang trở thành cậu con nuôi hạnh phúc nhất.